Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Hỡi Israel hãy nghe, ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh đặng chiếm lấy các dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi, những thành lớn và tường cao đến trời. Một dân to lớn và tác cao là con cháu Anakim mà ngươi đã biết và có nghe nói rằng ai sẽ đương địch nổi trước mặt con cháu Anak. Vậy ngày nay phải biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đi trước ngươi như một đám lửa hừng, sẽ tiêu diệt và hạ xuống các dân này trước mặt ngươi. Ngươi sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách mau, y như Đức Giê-hô-va đã phán cùng ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã đuổi chúng nó khỏi trước mặt ngươi, chớ nói trong lòng rằng, ấy vì cớ sự công bình tôi mà Đức Giê-hô-va khiến tôi vào nhận lấy xứ này. Thật là bởi gian ác của các dân tộc đó, nên Đức Giê-hô-va mới đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi. Ngươi vào nhận lấy xứ của các dân tộc ấy, chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi hay là lòng chính trực của ngươi đâu, nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi, để làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Vậy khá biết rằng chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cho ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này đâu, bởi ngươi vẫn là một dân cứng cổ. Hãy nhớ lại, chớ quên rằng, trong đồng vắng, ngươi đã chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ai Cập cho đến chốn này, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Jehovah. Tại Horeb, các ngươi đã chọc giận Đức Jehovah, nên Ngài nổi thịnh nộ toan diệt các ngươi. Khi ta đi lên núi đặng lãnh hai bản đá, tức là hai bản và sự giao ước mà Đức Jehovah đã lập cùng các ngươi, ta ở trên núi 40 ngày và 40 đêm không ăn bánh chẳng uống nước. Và Đức Giê-hô-va trao cho ta hai bản đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra, có đủ những lời mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán ra cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp. Sải khi 40 ngày và 40 đêm mãn rồi, Đức Giê-hô-va ban cho ta hai bản đá, tức là hai bản về sự giao ước. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đứng dậy mau mau xuống khỏi đây, vì dân mà ngươi đem ra khỏi xứ Ai Cập đã tự bại hoại, vội bỏ đạo của ta đã truyền cho mà chế cho mình một tượng đúc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng, ta nhìn xem dân này kìa là một dân cứng cổ, hãy để mặt ta diệt chúng nó và xóa tên chúng nó khỏi dưới trời, rồi ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và lớn hơn dân ấy. Vậy ta bèn xây lại đi xuống núi, cả núi vẫn có lửa cháy, hai tay ta cầm hai bản đá về sự giao ước. Bây giờ ta nhìn xem, kìa, các ngươi đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, rất vội bỏ đạo Ngài đã truyền cho mà làm cho mình một con bò con đúc. Ta bèn nắm hai bản đá liền ra khỏi tay, đập bể trước mặt các ngươi. Đoạn, vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước. Vì ta sợ cơn thạnh nộ và tức giận của Đức Giê-hô-va đã nổi phừng lên đặng diệt các ngươi, nhưng Đức Giê-hô-va còn nhậm lời ta lần này nữa. Đức Giê-hô-va cũng nổi nóng phừng cùng A-rôn đến độ muốn giết người, song ta cũng cầu nguyện cho A-rôn trong lúc đó. Đoạn, ta lấy vật tội lỗi của các ngươi, tức là con bò con mà các ngươi đã làm, đem đốt trong lửa, đập bể ra từng miếng, nghiền cho đến đổi nó tan ra bụi, rồi đổ bụi ấy nơi khe ở trên núi chảy xuống. Các ngươi cũng có chọc giận Đức Giê-hô-va tại Tha-bê-ra, tại Ma-sa và tại Kíp-rốt-ha-tha-va. Khi Đức Giê-hô-va sai các ngươi đi từ Ca-đê-ba-nê-a có dặn rằng, hãy đi lên nhận lấy xứ ta ban cho các ngươi, thì các ngươi đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, không tin Ngài và không nghe theo tiếng Ngài. Từ ngày ta biết các ngươi cho đến bây giờ,
các ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vậy, vì cớ Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài toan diệt các ngươi, nên ta cứ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, cầu khẩn Ngài mà rằng: Chúa Giê-hô-va ơi, xin chớ diệt dân sự của Chúa là cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã lấy sự oai nghiêm Ngài chuộc lại và nhờ tay quyền năng rút ra khỏi xứ Ai Cập. Xin hãy nhớ đến những tôi tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Jacob. Chớ chấp sự cứng lòng, hung dữ và tội ác của dân này. E dân của xứ mà Chúa đã đem chúng tôi ra khỏi đó nói rằng: Bởi vì Đức Giê-hô-va không thế đem dân ấy vào xứ Ngài đã hứa, và vì Ngài ghét chúng nó nên dẫn chúng nó ra khỏi xứ đặng giết đi trong đồng vắng. Song chúng vốn là dân sự và cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ thẳng ra rút ra khỏi xứ Ai Cập. Chương 10. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước và hãy lên đến ta trên núi. Ngươi cũng phải đóng một cái hòm bằng cây. Ta sẽ viết trên hai bảng này những lời đã có trên hai bảng trước mà ngươi đã đập bể, rồi để hai bảng này trong hòm. Vậy, ta đóng một cái hòm bằng cây si-tim, đục hai bảng đá y như hai bảng trước, rồi đi lên trên núi cầm hai bảng đó trong tay. Ngài viết trên hai bảng này lời Ngài đã viết lần trước, tức là 10 điều răn mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp. Rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta. Ta trở đi xuống núi, để hai bảng vào hòm mà ta đã đóng, và hai bảng ấy còn ở tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta vậy. Và dân Israel đi từ Beroth Bene-Jaakan đến Mô-sê-ra. A-rôn qua đời và được chôn tại đó. Ê-li-a-sa, con trai người, làm chức tế lễ thế cho người. Từ đó, dân Israel đi đến Gút-gô-đa, rồi từ Gút-gô-đa đến Dốt-ba-tha là xứ có nhiều sông rạch. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va biệt chi phái Lê-vi riêng ra đặng khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, chầu trực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài và nhân danh Ngài chúc phước cho đến ngày nay. Bởi cớ đó, Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán cùng người. Vậy, ta ở trên núi trong 40 ngày và 40 đêm như lần đầu, và lần này Đức Giê-hô-va lại nhậm lời ta, bằng lòng không diệt ngươi. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đứng dậy, đi đầu dân sự, đặng chúng nó vào nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó để ban cho chúng nó. Vậy hỡi Israel, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà ta truyền cho ngươi ngày nay để ngươi được phước. Kìa, trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chính Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến. Rồi trong muôn dân, Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Vậy, các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ai Cập. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, chiếu mến Ngài và chỉ danh Ngài mà thề. Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kinh này mà mắt ngươi đã thấy. Khi tổ phụ ngươi xuống xứ Ai Cập, số có 70 người. Còn bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho ngươi nhiều bằng số sao trên trời vậy. Chương 11. Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải gìn giữ,
tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Ngài. Ngày nay, các ngươi hãy nhìn biết, vì ta không nói cùng con trẻ các ngươi, bởi chúng nó chẳng biết chi và cũng chẳng thấy chi. Những lời răn dạy của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, sự oai nghiêm Ngài, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, những phép lạ và công việc Ngài làm ra giữa xứ Ai-cập mà hại Pha-ra-ôn vua Ai-cập và toàn xứ người. Hãy nhận biết điều Ngài làm cho đạo binh Ai-cập, ngựa và xe Ai-cập, trong khi chúng đuổi theo các ngươi, bị Đức Giê-hô-va lấp nước biển đỏ lại và hủy diệt chúng nó đến ngày nay. Việc Ngài đã làm cho các ngươi trong đồng vắng cho đến khi tới chốn này. Và cũng hãy nhận biết điều Ngài làm cho Đa-than, Abiram, con trai Eliab, cháu Ruben, khi đất tại giữa cả Israel hả miệng nuốt hai người, gia quyến, luôn với trại và mọi vật chi theo họ. Vì tận mắt các ngươi đã thấy hết thảy những việc lớn mà Đức Giê-hô-va đã làm. Vậy, phải gìn giữ hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được mạnh mẽ vào nhận lấy xứ mà mình sẽ chiếm được, hầu cho các ngươi sống lâu ngày trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi và cho dòng dõi của họ, tức là xứ đượm sữa và mật. Vì xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ai-cập là nơi mình đã ra khỏi. Tại nơi ấy, ngươi gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới như một vườn rau cỏ. Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối. Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và phục sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi. Ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sinh cỏ cho súc vật ngươi. Ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ xây bỏ Chúa mà hầu việc các thần khác và quỳ lại trước mặt chúng nó chăng? E cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi. Ngài đóng các tầng trời lại, nên nổi chẳng có mưa nữa, đất không sinh sản. Như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi này, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là trỗi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa của mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Vì nhược bằng các ngươi cẩn thận gìn giữ hết thảy điều răn này mà ta truyền cho các ngươi phải làm lấy, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo các đạo Ngài và chiếu mến Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ đuổi những dân tộc này ra khỏi trước mặt các ngươi, khiến các ngươi thắng được dân tộc lớn và mạnh hơn mình. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến đều thuộc về các ngươi. Giới hạn các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng tới Liban, từ sông Euphrates đến biển Tây. Chẳng ai đứng nổi được trước mặt các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ rải sự kinh khủng và sợ hãi trong khắp xứ các ngươi sẽ đạp chân lên, y như Ngài đã phán. Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự rủa sả nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải rao sự chúc lành trên núi Garisim và sự chúc dữ trên núi Eban. Hai núi này há chẳng phải ở bên kia sông Giô-đanh, qua khỏi đường Tây, tại đất dân Ca-na-an, ở trong đồng ruộng đối ngang Ginh-ganh, gần những cây dẻ bột của Mô-rê sao? Vì các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, đặng vào nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Các ngươi sẽ lấy xứ làm sản nghiệp,
và ở tại đó. Vậy, phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi. Thi Thiên 60. Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã bỏ chúng tôi, tản lạc chúng tôi. Chúa đã nổi giận. Ôi, xin hãy đem chúng tôi lại. Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra. Xin hãy sửa lại các nơi nứt nó vì nó lay động. Chúa đã làm cho dân sự Ngài thấy sự gian nan, cho chúng tôi uống một thứ rượu say sẩm. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng: ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt. Gala-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ê-phra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việc ta. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa, ta sáng dép ta trên Ê-đôm. Hỡi đất Phi-li-tin hãy reo mừng vì cớ ta. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm việc cả thể, vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi. Chương 40. Sau khi Nebuzaradan làm đầu thị vệ, tha Jeremy ra tại Rama, có lời này phán cùng người: khi Nebuzaradan sai tìm, thì Jeremy đang bị xiềng ở giữa những phu tù khác của Jerusalem và Juda mà người ta bắt đem qua Babylon. Quan làm đầu thị vệ sai dẫn Jeremy đến và nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã sai giao tai nạn ấy cho chỗ này. Rồi Đức Jehovah đã làm y như Ngài đã phán. Vì các ngươi phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va và không vâng theo tiếng Ngài, nên sự này đã xảy đến cho các ngươi. Nhưng ngươi thấy rằng ngày nay ta cứu ngươi thoát khỏi xiềng nơi tay ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Babylon là phải, thì hãy đi, ta sẽ săn sóc ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Babylon là không phải, thì đừng đi. Này, khắp đất ở trước mặt ngươi, ngươi coi đâu tốt và đi đâu phải thì đi đó. Vì Jeremy còn chưa trở về, nên Nebuzaradan tiếp thêm rằng: hãy về cùng con trai Ahikam, cháu Sa-phan là Gedalia, tức người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc các thành Juda. Hãy ở cùng người giữa dân sự, hay là ngươi thích ý đi đâu thì đi đó. Đoạn, quan làm đầu thị vệ cho người lương thực cùng lễ vật và thả đi. Jeremy bèn đến cùng Gedalia, con trai Ahikam ở Mít-ba, và ở với người giữa dân sự còn sót lại trong đất. Phàm những người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê cùng thủ hạ mình, nghe rằng vua Babylon đã lập Gedalia con trai Ahikam làm tổng đốc trong đất, và nghe vua đã giao phó cho người những đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng những kẻ rất nghèo khó trong đất chưa bị đem qua Babylon làm phu tù, họ bèn đến cùng Gedalia tại Mít-ba. Ấy là Ismael con trai Nethania, Johanan và Jonathan, con trai Kareach, Seraya, con trai Tanhumet, các con trai của Ephai ở Netopha và Gesania, con trai người Maaka, cùng những người đồng đi với họ. Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, dùng lời thề mà hứa với các người ấy cùng thủ hạ họ rằng: chớ ngại làm tôi người canh đê, hãy ở trong đất và làm tôi vua Babylon thì các ngươi sẽ được ích. Về phần ta, này, ta sẽ ở lại Mít-ba, đặng chầu những người canh đê sẽ đến đây. Nhưng các ngươi hãy thâu rượu, trái mùa hạ và dầu, hãy đựng vào bình các ngươi và lập nghiệp trong các thành mình đã chiếm lấy. Hết thảy người Giu-đa ở trong Mô-áp, giữa con cái Am-môn, trong Ê-đôm và các xứ, nghe vua Babylon đã để mấy người còn sót ở lại trong Giu-đa và nghe đã đặt Gedalia con trai Ahikam, cháu Sa-phan làm tổng đốc. Các người Juda đó bèn từ các nơi mình đã bị đuổi đến mà trở về trong đất Juda, đến cùng Gedalia tại Mít-ba, thâu rượu và trái mùa hạ nhiều lắm. Bây giờ Johanan con trai Kareach,
và các người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê đều đến tìm Gedalia tại Mít-ba và nói cùng người rằng: ông có hay rằng Ba-a-lít, vua của con cái Amon, đã sai Ít-ma-ên, con trai Nethania, đặng cất lấy mạng sống ông chăng? Nhưng Gedalia, con trai Ahikam, không tin lời họ. Yohanan, con trai Kareat, bèn nói kín cùng Gedalia tại Mít-ba rằng: xin cho tôi đi, tôi sẽ giết Ít-ma-ên, con trai Nethania, mà không ai biết hết. Làm sao để nó cất lấy mạng sống ông, hầu cho mọi người Giu-đa nhóm họp xung quanh ông sẽ tan lạc và dân sót của Giu-đa chết mất? Nhưng Gedalia, con trai Ahikam, trả lời cho Yohanan, con trai Kareat rằng: chớ làm điều đó, vì sự ngươi nói về Ít-ma-ên là dối trá. Chương 41. Tháng 7, Ít-ma-ên, con trai Nethania, cháu Elishama, vốn dòng tôn thất và là một bậc đại thần của vua, đem 10 người với mình đến cùng Gedalia, con trai Ahikam, tại Mít-ba. Họ ăn bánh với nhau tại đó. Đoạn Ít-ma-ên, con trai Nethania, cùng 10 người đi với mình đứng dậy, lấy gươm đánh Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, và giết người, tức là người mà vua Babylon lập làm tổng đốc trong đất như vậy. Ít-ma-ên cũng giết luôn mọi người Giu-đa đang ở với Gedalia tại Mít-ba và lính chiến người Canh-đê ở đó. Ngày thứ hai, sau khi người đã giết Gedalia, chưa ai biết sự đó, thì có 80 người cạo râu, mặc áo rách, tự cắt mình, từ Si-chem, Si-lô, Samari mà đến, cầm những của lễ chay và nhũ hương trong tay mình, đặng đem đến nhà Đức Giê-hô-va. Ít-ma-ên, con trai Nethania, từ Mít-ba ra đón các người ấy, vừa đi vừa khóc. Khi đến cùng họ rồi, nói rằng: hãy đến cùng Gedalia, con trai Ahikam. Vừa khi những người đó đi đến giữa thành, Ít-ma-ên, con trai Nethania, cùng những kẻ đi với mình, giết bọn họ và quăng thây xuống hố. Nhưng trong bọn họ, có 10 người nói với Ít-ma-ên rằng: chớ giết chúng tôi, vì chúng tôi có những đồ lương thực giấu trong đồng, lúa mì, tiểu mạch, dầu và mật. Ít-ma-ên bèn thôi, không giết họ luôn với anh em họ. Ít-ma-ên, con trai Nethania, quăng những thây mình đã giết vào trong hố, ở kề bên Gedalia, tức là hố vua Asa đã đào, vì sợ Ba-e-sa, vua Israel. Ấy là cùng một cái hố đó mà Ít-ma-ên, con trai Nethania, đã lấp đầy xác chết. Đoạn Ít-ma-ên bắt hết thảy dân sự còn sót lại tại Mít-ba đem đi làm phu tù, tức các con gái vua và cả dân bỏ lại ở Mít-ba mà quan làm đầu thị vệ Nebusa-adan đã giao phó cho Gedalia, con trai Ahikam. Ít-ma-ên, con trai Nethania, bắt những người ấy điệu đi làm phu tù và đi qua nơi con cái Ammon. Khi Yohanan, con trai Kareat, và các người đầu đảng theo mình nghe mọi điều ác mà Ít-ma-ên, con trai Nethania, đã làm, thì nhóm mọi thủ hạ mình lại và khởi đi đánh Ít-ma-ên, con trai Nethania, và đuổi kịp tại nơi gần hồ lớn Gabaon. Có xảy ra khi đội quân theo Ít-ma-ên ngó thấy Yohanan, con trai Kareat, và hết thảy các tướng đầu đảng ở với người thì thảy đều vui mừng. Cả dân mà Ít-ma-ên đã điệu đi từ Mít-ba đều trở mặt về với Yohanan, con trai Kareat. Còn Ít-ma-ên, con trai Nethania, thì cùng 8 người trốn khỏi Yohanan và đi đến nơi con cái Ammon. Yohanan, con trai Kareat, cùng các tướng đầu đảng theo mình, chiếm lấy đội binh mới vừa giải cứu khỏi tay Ít-ma-ên, con trai Nethania. Khi Ít-ma-ên kéo đi từ Mít-ba sau lúc giết Gedalia, con trai Ahikam, hết thảy những lính chiến, đàn bà, trẻ con, hoạn quan, Yohanan đều từ Gabaon đem về. Họ khởi đi và đổ tại trạm Kimham gần Bethlehem, đặng rút qua Egypto xa người Canh-đê, vì sợ người Canh-đê, bởi cớ Ít-ma-ên, con trai Nethania, giết Gedalia, con trai Ahikam, là người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc trong đất. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết
Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài? Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.